có đến 200.000 lá trên mỗi cây. Kết hợp với nhau, chúng tạo thành một tấm màn lớn gấp 6 lần kích thước của New England. Khi các lá cây giang rộng ra, chúng sinh ra một chất hóa học mạnh mẽ nhất trong thế giới tự nhiên. Thiên nguyên tố. Chất màu xanh này bắt nguồn năng lượng của mặt trời, tạo ra những chất thiết yếu cho cuộc sống. Quá trình quang hợp tạo ra chất đường từ ánh sáng mặt trời. Đường là chất chủ yếu cho cây tăng trưởng, nhưng nó cũng dễ thu hút những con thú đói của New England. Nai sừng tấm. Có cái tên bắt nguồn từ thổ dân châu Mỹ Mosu, có nghĩa là cởi trần. Chúng là một bộ máy ăn lá. Nhưng cây cũng có cách tự bảo vệ. Để đáp lại, chúng làm ngập tràn các chất lá bằng một chất hóa học tinh tẩm gọi là tannin, chất chát. Nên nai sừng tấm phải luôn di chuyển để tìm lấy những chất lá tươi non. Nhưng con cái này không muốn đi quá xa. Nó có hai đứa con sinh đôi chỉ mới 2 tuần tuổi. Cho đến giờ này, chúng vẫn đang học cho họ. Với việc những chất lá giờ chưa đầy chất tannin, con mẹ cần tìm nguồn thức ăn bổ sung. Bên ngoài này là một thế giới mới rộng rãi. Con mẹ phải ở kế cận.